Tập cây cung toàn diện. Cây cung toàn diện có hỗ trợ dây. Nằm sắp xuống, gấp hai cẳng chân mình lên. Nhìn đi, trong khi nghỉ mệt là cứ nhìn, đừng có làm liền. Rồi, mới đưa cái dây là gấp đôi dây á, mình mới đưa ra phía sau. Đưa ra sau trồng cho được vô hai cái mũi chân. Ha, trồng cho được vô hai mũi chân, thở hết hơi ra. Hít vào, khi nâng lên nè, xoay cái khuỷu tay lên. Nè, xoay về nè. Phải để ý xoay khuỷu tay, xoay lên và xoay về, xoay lên và xoay về. Nếu như ai chưa có dây, lấy cái khăn cũng được. Lấy cái khăn dài bằng cái sợi dây như vậy là tập cũng được nữa, chứ không phải nhất thiết dây nha. Lên nè. Mọi người nhận ra chưa? Nếu như dây gấp đôi á mà mọi người á vẫn hụt, thì một sợi dây không gấp đôi để nắm dài ra. Còn nếu như mà mình muốn nữa, mình trồng không được vô cái chân nữa, thì lấy hai sợi dây và móc mỗi một đầu dây vô một cái chân. Mỗi một đầu dây vô một cái chân. Và cũng nằm xuống và cầm hai cái đầu dây đó xoay lên. Ha. Hai sợi dây đó xoay lên cùng lúc. Nhiều khi á mọi người cứ trồng miết nó không qua được. Dây gấp đôi á trồng miết nó không qua được, thì có hai cái sợi dây nè, có hai cái khoen nè. Mình trồng vô. Rồi, kiểu nào mọi người chọn, kiểu nào chọn đi. Rồi, thở hết hơi ra. Đâu rồi, trồng dây đầu vô chưa? Chuẩn bị lên. Chuẩn bị lên sàn. Thở hết hơi ra. Đúng rồi đó Xuân, đúng rồi. À, cầm dây chưa gì hết, đừng xoay khuỷu tay lên chị Hương. Khi hô á, mới bắt đầu xoay lên, chứ chị cầm sẵn như vậy rồi là dây nó dài. Mình phải cầm cho gần vô, rồi khi xoay lên nó tuột ra bao nhiêu là theo cái khả năng tay của mình. Đừng cho nó tuột quá nhiều, chủ yếu dùng dây để hỗ trợ mở khớp nha. Thở hết hơi ra, lên, xoay hai khuỷu tay lên. Phải xoay khuỷu tay mọi người. Chưa xoay Hiên ơi, xoay cái khuỷu tay như con bồ câu. Xoay khuỷu tay lên, nãy cô hướng dẫn sao? Xoay nó lên, đúng rồi. Cho nên em phải nới cái dây, đúng rồi, rất tốt Thủy với Hiền, tốt. Thủy An, lên, rồi. Chị A, chị Hương, xoay, đúng rồi, Xuân tốt đó Xuân. Xuân cũng hiểu vấn đề đó, đúng rồi, rất tốt, hít thở. Xoay tay trả về, Thủy An chưa xoay được, Thủy An đó là vẫn là cây cung bình thường. Chứ không phải cây cung nâng cao. Xoay tay trở về, thở ra đi nào. Rồi, giữ đó mỗi lần.